Thưa quý vị và các bạn, mới chỉ đầu hè thôi, tuy nhiên trên cả nước đã có không ít trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra, mà chủ yếu là thanh thiếu niên bị đuối nước ở các khu du lịch, bãi tắm. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc thiếu quan tâm đến các biện pháp phòng ngừa, cũng như thiếu những kỹ năng sơ cứu ban đầu. Không ít các trường hợp không có kỹ năng cứu đuối đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên ANTV tại Đà Nẵng. Ngày 24 tháng 3, tại suối Vũng Bọt, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ nam sinh lớp 11 tử vong do đuối nước. Tiếp đó, ngày 12 tháng 4, cũng tại biển Đà Nẵng, hai nam sinh lớp 8 đuối nước và mất tích sau đó. Lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện tìm kiếm. Hai ngày sau, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. Do vị trí xảy ra vụ việc đều nằm ở khu vực vắng vẻ, hẻo lánh, khi xảy ra tình huống đuối nước phải mất rất nhiều thời gian, lực lượng cứu nạn cứu hộ mới có thể tiếp cận, bỏ lỡ cơ hội cứu sống nạn nhân. Hiện tôi tiếp cận những cái vụ việc này thì đa phần là thời gian đã trễ rồi, mất đi cái thời gian vàng để mà cứu người bị nạn. Thì để mà thực hiện tốt cái này thì cũng khuyến cáo là chính quyền dân chúng ta, những cái vị trí nào mà chúng ta không có được là tổ chức là tắm hoặc là được tiếp khai thác du lịch thì chúng ta tuyệt đối là phải để biển báo cấm tắm hoặc là những vị trí mà trơn trượt dễ sạt lở, để chúng ta khuyến cáo cho người dân thực hiện, chúng ta không được tự ý tự phát bơi hoặc là du lịch ở những cái nơi mà gần khu vực ao suối sông suối này. Tại các bãi biển mà vào cái thời điểm giao mùa khoảng cả tháng 3, tháng 4 thì biển động sóng rất lớn, thì tại các bãi biển sẽ hình thành những cái dòng chảy xa bờ, nó sẽ cuốn trôi tất cả các vật mà trôi vào đó ra xa bờ. Chính vì vậy thì tại thời điểm này thì nếu mà tắm biển mà không tắm ở những nơi đúng quy định có lực lượng cứu hộ trực thì nguy cơ đuối nước rất là cao. Dù ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đặt hơn 100 bảng cảnh báo như khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, các khu vực không có cứu hộ, đồng thời tuyên truyền trên loa ven biển. Nhưng rất ít người tắm biển tuân thủ các quy định hoặc cảnh báo mà đội phòng hộ cứu nạn đưa ra. Mới đây, chiều ngày 18 tháng 5, 9 thanh thiếu niên tắm biển tại bãi biển ở đường Hồ Xuân Hương bị sóng cuốn trôi khiến 3 người tử vong. Những khu vực mà có lực lượng cứu hộ thì chúng tôi gần như đảm bảo được 100% về tính an toàn cho du khách. Tuy nhiên có một số tai nạn xảy ra, đáng tiếc xảy ra ở những khu vực gần như là không có cứu hộ và những khu bãi biển phát sinh, và đặc biệt đó là giới trẻ, những em học sinh, những em sinh viên là thích những cái điểm vắng vẻ đó. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu tắm biển giải nhiệt tăng cao, biển Đà Nẵng là địa điểm mà nhiều bậc phụ huynh lựa chọn để cùng các con trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, không nhiều người chú ý tới vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ, trong khi đây lại là đối tượng dễ gặp phải rủi ro đuối nước nhất. Có nhiều phụ huynh là cũng còn chủ quan và lơ là trong cái việc là nghĩ là cho con mình chơi là chỉ là chơi thôi, chứ còn không có nghĩ tới việc là sẽ có những cái nguy hiểm nào đó. Nhưng nói chung là chị với anh là cũng phải không người những cái trường hợp như vậy, mình cũng sợ, mình cứ phải theo sát con cho chắc. Tùy theo sát các hoạt động vui chơi tắm biển của con trẻ, nhưng vẫn có không ít trường hợp cha mẹ để thất lạc con do trẻ hiếu động, tò mò tìm cách di chuyển ra xa. Theo ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, mỗi ngày có từ 20 đến 30 trường hợp trẻ bị thất lạc. Nguy hiểm hơn khi đội cứu hộ phát hiện nhiều trẻ đang ở trong vùng nước nguy hiểm và có nguy cơ bị đuối nước. Trẻ lạc mà ở dưới nước thì cực kỳ nguy hiểm. Cái tầm sóng và độ phủ của con sóng có thể kéo trẻ em bất cứ lúc nào. Cho nên với người lớn dẫn trẻ em đi tắm biển thì chúng ta cần quan sát trong tầm mát và giám sát chặt chẽ việc đó. Trong mùa cao điểm du lịch, lực lượng chức năng tăng cường 100% lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm và duy trì tuần tra từ 4 giờ 30 phút đến 19 giờ hàng ngày, và khuyến cáo người dân chỉ tắm trong khung giờ có lực lượng cứu hộ và tuân thủ các biển cảnh báo. Tuy nhiên, với số lượng khách lên tới hàng ngàn người mỗi ngày thì không chỉ dựa vào đội cứu hộ mà quan trọng là ý thức của mỗi người dân khi xuống tắm biển. Dọc hai bờ biển là rất dài, khoảng cả 30 km bờ biển. Thời gian làm việc của lực lượng cứu hộ chúng tôi là buổi sáng bắt đầu từ 4 giờ 30 và kết thúc vào lúc 19 giờ và kéo theo ca là phải là hỗ trợ tại một số khu vực trọng điểm, chúng tôi phải trực đến là 21 giờ hàng đêm.
như hiện nay thì cũng vẫn không đảm bảo được cái nhu cầu để cho đảm bảo tuyệt đối cho người dân và du khách. Năm ngoái, tại biển Đà Nẵng đã xảy ra 69 trường hợp đuối nước, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do người dân, du khách phớt lờ, bất chấp quy định, tắm ở khu vực nguy hiểm, không có lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Bãi biển Đà Nẵng tuy có bãi cát thoài, sóng không quá lớn, không có hiện tượng sụt lún cát, nhưng vẫn tồn tại dòng chảy nước xoáy cuốn ra xa bờ, hay còn gọi là dòng rip. Không phải ai cũng hiểu biết và thận trọng trước hiểm họa của dòng nước xoáy nguy hiểm này. Cách nhận biết khu vực nguy hiểm thì thứ nhất là khu vực đó là nước đậm hơn so với các khu vực khác. Cái thứ hai là hắn sẽ tĩnh lặng hơn so với khu vực an toàn. Tai nạn đuối nước là điều không ai mong muốn. Để phòng tránh có hiệu quả, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Hơn hết, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, tuân thủ quy định khi tham gia các hoạt động du lịch tại bãi biển, sông suối và trang bị các kỹ năng cần thiết để không trở thành nạn nhân của tai nạn đuối nước. Biết bơi thôi là chưa đủ. Một yếu tố quan trọng hơn đó là làm thế nào để có thể nhận biết được người đang đuối nước và có những kỹ năng phòng vệ cho bản thân khi gặp phải những trường hợp liên quan đến đuối nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một tình huống của chương trình. Khi một người đang bị đuối nước thì cơ thể của người đó sẽ bị chìm xuống và khó để lấy hơi, mất bình tĩnh, chân tay hay quơ loạn xạ. Một số sai lầm mắc phải khi cứu người đuối nước là người cứu đuối không đảm bảo an toàn của bản thân mình mà đã ra cứu người bị đuối. Thứ hai thì không hô hoán những người xung quanh để cho mọi người cùng biết là có người bị đuối nước. Trường hợp người bị nạn còn ý thức và ở gần bờ, nếu không biết bơi hoặc không tự tin vào khả năng bơi lội của mình, hãy hô hoán, kêu gọi sự trợ giúp hoặc sử dụng các vật dụng có sẵn hay các thiết bị cứu đuối ở hồ bơi như gậy hay phao ném ra để nạn nhân bám vào, sau đó kéo lên bờ. Trường hợp người bị nạn ở quá xa bờ thì đó là lúc cần phải nhảy xuống nước để cứu nạn nhân. Khi cứu người bị nạn bất tỉnh lên, cần đặt ngửa ở mặt phẳng nơi thoáng khí. Nếu người bị nạn cơ thể tím tái, không thở được thì ngay lập tức phải tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, cha mẹ tuyệt đối không lơ là khi cho con chơi ở môi trường nước, nhắc nhở trẻ tuân thủ mọi nguyên tắc ở bể bơi hay khu vui chơi dưới nước. Tuyệt đối không tự ý xuống nước vì chưa có sự cho phép của người lớn, ngay cả khi trẻ đã biết bơi. Hy vọng những chia sẻ từ phía chuyên gia vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm những kiến thức về việc phòng chống đuối nước để chúng ta có một mùa hè an toàn khi đi chơi hay là đi du lịch. Tới đây, chương trình An ninh với cuộc sống của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.